Tại sao phải dành cả tuổi thanh xuân để rửa bát khi bạn đã có máy rửa chén Boss đa nhiệm giúp cho chén bát luôn sạch tinh tươm? Với khả năng rửa sạch hiệu quả cùng nhiều chương trình rửa đa dạng, Boss SMS4HAW48E sẽ mang đến cho quý khách sự tiện lợi và thoải mái tối đa. Thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, có thể lắp đặt nhiều vị trí khác nhau trong không gian bếp. Vỏ máy và cửa máy được làm bằng thép, sơn tĩnh điện bền đẹp, chắc chắn, chống rỉ sét tốt và dễ vệ sinh. Thiết kế hai khay đựng, có phần khung xương gập lên xuống, dễ dàng tăng không gian hơn trong việc sắp xếp chén đĩa. Ngoài ra còn có giỏ đựng dao, muỗng đũa rất tiện lợi. Dung tích chứa lớn, công suất 2400W, mạnh mẽ, tối đa 13 bộ chén dĩa châu Âu, phục vụ gia đình 4 đến 6 người, dễ dàng rửa sạch chén dĩa trong một lần sử dụng. Vận hành êm ái với độ ồn khoảng 44 dB. Máy có 6 chương trình rửa cơ bản, giúp quý khách dễ dàng lựa chọn tùy theo nhu cầu, số lượng, loại chén bát cần rửa và mức độ dơ của đồ dùng để làm sạch hiệu quả và tiết kiệm tối ưu. Mặc định của tính năng Favorite là chương trình rửa trắng chén đĩa Pre-Wash. Với tùy chọn này, quý khách có thể lưu các tổ hợp chương trình yêu thích kèm các chức năng bổ sung trong một nút nhấn Favorite. Ngoài ra, máy còn có 4 chương trình rửa đặc biệt. Sấy khô bổ sung Extra Dry sẽ tăng nhiệt độ ở chu trình xả cuối cùng lên 70 độ C và kéo dài trong 10 phút, giúp chén dĩa khô nhanh hơn, sạch quẩn hơn và hạn chế đọng nước. Rửa nửa tải Hot Load giúp tiết kiệm nước, điện trong trường hợp rửa không đủ tải nhưng vẫn mang lại hiệu quả rửa và sấy hoàn hảo. Tăng tốc Speed Perfect Plus sẽ rửa full tải trong thời gian ngắn hơn tới 3 lần mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất. Khởi động từ xa cho phép người dùng điều khiển từ xa cũng như kiểm soát tình trạng máy rửa chén hoạt động bằng ứng dụng Home Connect cài đặt trên smartphone. Máy cũng sở hữu các công nghệ hiện đại nhất của Boss như công nghệ Heat Exchanger giúp đun nóng nước ở khoang riêng bảo vệ tốt hơn đồ sành sứ và thủy tinh. Công nghệ Dosing Assistant kiểm soát quá trình pha trộn viên rửa chén bát. Công nghệ Active Water đảm bảo tối đa hóa hiệu quả sử dụng nước được ứng dụng trong máy. Ngoài ra, máy còn có cảm biến chống rò rỉ nước Aqua Stop hoạt động suốt 24/7, hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn tình trạng rò rỉ nước xảy ra. Và cảm biến nước Aqua Sensor điều chỉnh lượng nước dựa vào độ bẩn và từng loại bát đĩa phù hợp. Sở hữu ngay siêu phẩm máy rửa chén Boss SMS4HAW48E. Khánh Huy Home là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Huy Home, thêm ưu đãi, tránh lãng phí, đồng hành cùng các đối tác thiết kế, nội thất và xây dựng. Liên hệ ngay số hotline 1800 646 4410 để được tư vấn chi tiết nhất.